Xin chào tất cả anh em yêu quý đã quay trở lại với kênh Top Game Online. Mình là Mai Anh và ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một tựa game cực kỳ là thú vị luôn. Nó có tên là MT Tam Quốc. Và tựa game này thì vừa được khai mở vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 25 tháng 12. Và ngay mà khi vừa mới khai mở thì tựa game đã lập tức thu hút được sự tham gia của vô cùng đông đảo các bạn game thủ. Và cũng phải thôi, bởi vì là tựa game này thì đã được các bạn hóng từ rất là lâu rồi, từ cách đây một tháng hơn, đã được các bạn luôn luôn hỏi là khi nào server khai mở. Thì ta da, ngày hôm nay 25 tháng 12, trong không khí đón Giáng sinh thì chúng ta đã được nhà phát hành Ivo khai mở cho máy chủ của MT Tam Quốc. Và hiện tại thì các bạn đã có thể chơi tựa game này ở trên Android này, iOS cũng như là giả lập APK. Thì chúng mình sẽ để đường link tải game ở ngay phía dưới phần mô tả của video. Và các bạn hãy nhớ tải ngay MT Tam Quốc về máy để tận hưởng một tựa game thẻ bài chiến thuật thế hệ mới và cực kỳ là đáng chơi luôn. Mình không nói điều đâu. Và đến ngay bây giờ chứng minh điều mình nói thì mình sẽ vào game và trải nghiệm MT Tam Quốc với các bạn nhá. Ok, các bạn sẽ có thể đăng nhập vào một trong ba máy chủ của game. Sáng nay mình chơi thì mới chỉ có một máy chủ thôi và trời ơi, nó lag kinh khủng luôn bởi vì là có quá nhiều các bạn game thủ đăng nhập vào trò chơi. Và đến buổi chiều ngày hôm nay thì nhà phát hành đã ngay lập tức mở thêm hai máy chủ mới dành cho các bạn để vào trải nghiệm. Và mình sẽ vẫn chơi ở server S1 của mình thôi. Và mình bật mí cho các bạn là sáng nay thì mình mới chỉ chơi được có một tiếng đồng hồ và mình chưa nạp bất kỳ cái gì vào game cả. Tuy nhiên thì đội hình của mình vẫn đã rất là mạnh rồi. Ok, trước khi mà cho các bạn xem cái gameplay của MT Tam Quốc thì mình sẽ chia sẻ một chút về cái dòng game cũng như là các cái thông tin liên quan đến MT Tam Quốc nhá. Thì MT Tam Quốc là một tựa game thuộc thể loại thẻ bài và chiến thuật thì đã quá quen thuộc với các bạn rồi. Tuy nhiên thì có hai điểm đặc sắc ở MT Tam Quốc mà mình muốn nhấn mạnh với các bạn. Điểm đầu tiên đó là gì? Thứ nhất đó là MT Tam Quốc nó kết hợp giữa những cái danh tướng của thời Tam Quốc nhưng lại trong ngoại hình của những vị tướng của Dota. Và bên Trung Quốc thì MT Tam Quốc chính là Dota truyền kỳ 2. Chính vì thế là các bạn game thủ Việt Nam rất là háo hức mong chờ tựa game này, đó chính là vì như vậy. Đó là những cái thiết kế và tạo hình đã được lấy nguyên si từ các hero trong Dota cũng như là Warcraft ra. Và bạn nào mà là fan của War hay là Dota chắc chắn sẽ rất thích tựa game này. Và cái thứ hai thì đó là MT Tam Quốc nó khác biệt hoàn toàn với các tựa game thẻ bài nhan nhản trên thị trường hiện nay, kiểu game rác trên thị trường hiện nay. Các bạn hãy nhớ là đừng có nghĩ là game thẻ bài sẽ là auto là game rác, bởi vì là MT Tam Quốc đem lại cho chúng ta một cái gọi là chiều sâu phát triển nhân vật. Đó là cùng một cái bộ tướng đó nhưng mà các bạn sẽ có những cái thiên hướng phát triển nhân vật khác nhau và từ đó tạo nên cái thế mạnh riêng cho cái đội hình của mình. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục khám phá tiếp các cái tính năng của game nhá. Ở đây thì mình đã mở được ra mê cung. Và mình sẽ cùng xem mê cung nó là cái như thế nào. Wow, cái đấy rất là hay các bạn ạ. Nghĩa là nó cho mình một cái mê cung và mình sẽ phải tự tìm xem là mình sẽ đi con đường nào. Ok. Được, bắt đầu chia đôi con đường đây. Mình sẽ đi bên này. Wow, được một vị tướng rồi nè. Được một vị tướng rồi nè. À đâu, cái này là chúng ta sẽ phải đánh nhau với cả địch. Ok, đấy nhá. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua cái đội hình của mình. Và sáng nay thì mình đã sử dụng hết cái kim cương như là vàng của mình để mở ra. Thì trong MT Tam Quốc này các bạn cũng sẽ quản lý một cái đội hình gồm có 5 thành viên. Và chúng ta sẽ có thể chiêu mộ các vị tướng này thông qua là việc mở những cái triệu hồi này, hay là có được thông qua việc làm nhiệm vụ chính tuyến. Tuy nhiên thì mình cũng nhấn mạnh với các bạn là kể cả các bạn không nạp thẻ thì các bạn vẫn có thể có được những vị tướng mạnh luôn như mình. Mình đã mở ra được hai vị tướng 3 sao. Và các bạn nhớ là hai game.vn chúng mình đang phát rất là nhiều gift code. Thế nên là bạn nào mà muốn nhận gift code thì hãy nhớ để lại comment ở dưới video này. Và nhớ một lượt chia sẻ nhá. Một lượt chia sẻ cái video này cho mình. Cũng như để lại comment, chúng mình sẽ inbox các bạn những cái gift code đấy.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp cái đội hình gồm có 5 người. Thì đây mình cho con tanker này lên đầu nè. Đó. Các bạn có thấy dáng dấp của những vị tướng Dota của chúng ta trong MT8 cốt chưa ạ? Đó. Và đội hình này của chúng ta thì các bạn sẽ có thể sắp xếp thứ tự 1, 2, 3, 4, 5. Và tùy theo cái thuộc tính của cái nhân vật vị tướng của mình mà các bạn sẽ sắp xếp sao cho phù hợp nhất. Ở đây chúng ta có thể chỉnh tốc độ cho nhanh lên nhá. Đó. Đó, như các bạn đã thấy đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể tự thi triển kỹ năng của các nhân vật hoặc là có thể chọn sang chế độ tự động. Chế độ tự động thì nó ở ở góc bên trái đây, webcam của mình đã che mất, lát nữa cho các bạn xem. Ngoài ra thì còn có một cái tính năng rất hay là chỉnh tốc độ. Nhưng mình như các bạn thấy đấy, góc dưới cùng bên tay phải nó có x1 và x2, các bạn chỉ cần ấn vào x2 thì tốc độ nó sẽ tự động lên tăng lên gấp đôi, giúp cho các bạn trải nghiệm game nhanh hơn rất là nhiều. Rồi, giờ chúng ta đi tiếp nào. Khiêu chiến thôi. Ở trong mê cung này thì các bạn sẽ ngẫu nhiên gặp phải những cái gọi là chướng ngại vật, những kẻ thù cản đường chúng ta và chúng ta sẽ phải chiến đấu chống lại chúng. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem chữ tự động nha. Rồi các bạn nhìn thấy chữ tự động chưa? Khi mà chúng ta ấn vào đây thì nó sẽ tự động thi triển các kỹ năng khi mà sẵn sàng. Đấy, các bạn có thể thấy là các kỹ năng rất là hoành tráng, hiệu ứng rất là đẹp mắt đúng không? Tuy chỉ là một tựa game thẻ bài thôi, thế nhưng mà mình thấy các nhân vật nó đều có những cái hiệu ứng kỹ năng vô cùng là đẹp mắt luôn. Và trong MT Tam Quốc này thì mình thấy nó khác với cả các cái tựa game thẻ bài khác mà mình chơi. Đó chính là gì? Đó là các vị tướng thì có ngoài cái phần kỹ năng thì nó còn có những cái khác bổ trợ cho nhân vật. Và khi mà các bạn tăng theo các cái thiên hướng đấy thì nó sẽ tạo ra những nhân vật rất là khác nhau luôn. Thế nên là cùng một đội hình, cùng các vị tướng đó nhưng mà nó sẽ tạo thành những cái đội hình rất là khác biệt. Chính vì thế mà MT Tam Quốc được mệnh danh là game đấu tướng mix skill. Và các bạn có thể thoải mái tự do trong cái sự sáng tạo như là chiến thuật, tư duy chiến thuật của mình để có thể tạo nên một đội hình mạnh nhất có thể. À, hóa ra là mình còn phải claim này nữa à? À, hóa ra mở mở ra chúng ta còn phải ấn vào để nhận nữa. Ồ, được rất là nhiều đồ các bạn ạ. Rồi, như vậy là chúng ta đã làm xong một cái mê cung. Ok, rồi mình sẽ chỉ show cho các bạn như thế thôi, các bạn sẽ tự khám phá nhá. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại này và mình sẽ nói thêm về những cái điểm thú vị ở trong MT Tam Quốc mà sáng nay mình đã khám phá được. Và bây giờ mình sẽ nói cho các bạn. Đó, đầu tiên, đó là về phần anh hùng của game. Thì các anh hùng trong MT Tam Quốc được chia thành 3 lớp. Mình sẽ chia theo là hàng trước, hàng giữa và hàng sau. Như các bạn có thể thấy thì hàng trước thì đều là những vị tướng là thuộc lớp rất là trâu bò, rất là tanh cơ. Và những vị tướng này đương nhiên sẽ là bia đỡ đạn cả team rồi. Thế nên là vì thế các bạn hãy nhớ sắp xếp những cái vị tướng nào mà thuộc cái hàng trước này lên những vị trí số 1, số 2 để họ có thể chịu sát thương cho cả đội hình. Chứ đừng xếp những vị tướng mà thuộc lớp kiểu xạ thủ hay là hỗ trợ đi lên trên thì nó sẽ rất là thiệt, sẽ rất là dễ chết. Rồi, hàng giữa thì là những cái vị tướng có cái sát thương tầm trung, là pháp sư hay là xạ thủ gì đó. Và tiếp tục là hàng sau thì đa phần nó là các cái vị tướng thuộc lớp hỗ trợ, sử dụng phép và có những cái skill có thể khống chế đối phương này hay là giảm giáp hoặc là tăng lực cho cả quân mình. Đó, đấy chính là một cái điểm hay đầu tiên. Rồi, cái thứ hai đó là gì? Đó là các bạn có thể thấy dáng dấp của rất nhiều vị tướng trong Dota ở trong MT Tam Quốc này. Đây, ví dụ
các bạn thấy quen không ạ? Gấu trúc siêu bự vào trong Dota mình cũng rất thích con gấu này. Nó có skill bay nhảy khắp mọi nơi, rất là thú vị. Đó, các bạn có thể thấy là rất nhiều các vị tướng trong Dota đã xuất hiện ở trong MT Tam Quốc. Hãy thả tim cho ta, nếu người biết Đó. màu của bóng. Và đặc biệt là MT Tam Quốc các nhân vật được lồng tiếng rất là dễ thương các bạn ạ. Rất là Đâu thì phải ngầu. đói, đói thì phải ăn. Người đã thích thì đừng có lăng tăng. Đó, mỗi một nhân vật lại còn có cả những cái cốt truyện nữa rất là thú vị. Nếu bạn nào mà có thời gian rảnh thì có thể vào đọc cái cốt truyện của nhân vật đấy, rất là thú vị. Rồi, một điểm nữa liên quan đến phần gọi là sắp xếp đội hình đội ngũ thì mỗi một nhân vật, mỗi một vị tướng của chúng ta ngoài các cái kỹ năng ở đây và rất là hay ở việc là có những nhân vật thì họ sẽ chỉ có, tất nhiên ai nhân vật nào cũng có chiêu cuối rồi này, nhưng tuy nhiên có những nhân vật thì họ sẽ chỉ có một kỹ năng hay là hai kỹ năng thôi, và có nhiều hơn một kỹ năng bị động, hoặc là có nhân vật thì lại không một kỹ năng bị động, chỉ có toàn kỹ năng kích hoạt thôi. Đấy, thế nên là tùy theo cái sắp xếp đội hình của các bạn như nào, giống hết như là các bạn chơi game MOBA vậy, một team phải có cả đủ cả tanker này, rồi là carry, support, offlane đấy, thì các bạn vào MT Tam Quốc này cũng vận dụng những cái tư duy chiến thuật như vậy để có thể xây dựng đội hình cho mình nha. Và ngoài việc là nâng cấp kỹ năng ra thì thật ra cái việc nâng cấp kỹ năng này là các bạn phải lên level cao đấy, các bạn mới nâng cấp được. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm ma văn. Ma văn này giống như là những cái viên ngọc, các bạn sẽ khảm ngọc vào cho nhân vật của mình để có thể tăng các chỉ số của nhân vật. Thứ hai là phần thiên mệnh. Thiên mệnh này nó giống như kiểu là các bạn tăng cấp cho cái vị tướng của mình lên. Đó, càng lên cấp cao thì nhân vật sẽ nhận thêm các cái thuộc tính về máu này, về giáp, về sức mạnh, rồi là kháng phép, trí lực vân vân và mây mây. Sau đó là về phần kỹ năng thì các bạn để có thể mở thêm các kỹ năng này thì các bạn buộc phải mở thiên mệnh, đột phá thiên mệnh cho vị tướng đó. Đó, khi khi họ đạt thiên mệnh cao thì họ mới có thể mở ra tất cả các kỹ năng của mình được. Và tất nhiên, mỗi một kỹ năng thì nó sẽ có theo hệ là về phép hay là về vật lý, cũng như là các kỹ năng về hồi phục hay là các kỹ năng về gây Lời ta nói đều đúng. hiệu ứng xấu cho đối phương. Đấy, như mình đã nói thì hôm nay mình vừa mới chỉ chơi có một tí 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 thôi. Đấy, nhưng mà mình đã mở rất là may mắn, mở được ra Vương Nguyên Cơ. Ê, chỗ chị em khuyên thật, ra giường nằm cho quen mùi đất đi. Ra vườn nằm cho quen mùi đất đi. Đó, mình đã mở được ra con 3 sao này bằng triệu hồi kim cương. Và đặc biệt nhất, kim cương này là mình đi khiêu chiến, mình đi PK được các bạn ạ, chứ không phải đạp đâu. Ngoài việc hệ thống cho mình rất là nhiều trong những ngày đầu đăng nhập này thì việc đi khiêu chiến cũng cho các bạn kim cương. Nên là các bạn đừng lo nhé, hoàn toàn có thể chiêu mộ những vị tướng khỏe mà không cần phải nạp tiền đâu. Đấy, đấy là mình muốn nhấn mạnh dành cho những bạn mà kiểu trâu cày giống như mình. Á, một lý gì này, mình chưa bao giờ vờ được cái lì xì đấy hết. Các bạn chơi thì cố gắng chú ý nhá, có rất là nhiều lì xì. Các bạn nào mà nhanh tay sẽ được rất là nhiều kim cương đấy. Đó, thì như mình đã nói thì mỗi một nhân vật sẽ có những cái đánh về, ví dụ như con này của mình là đánh về vật lý này, thì đương nhiên cái ma văn của nó mình cũng sẽ khảm những cái viên ngọc vật lý tương ứng để có thể tăng cái sát thương về vật lý cho vị tướng này. Đó, ngoài ra ví dụ như là con này chẳng hạn thì Thất nó lại thủ thiên thì không về có đối thủ. cận chiến. Thế nên là mình sẽ cho nó là tanker của team. Và đương nhiên mình sẽ đeo cho nó cái ngọc về thủ, ngọc về kháng phép cũng như là ngọc về HP. Mỗi một nhân vật thì sẽ có rất là nhiều slot ngọc. Thế nên là như mình đã nói là cùng một nhân vật nhưng mà các bạn xây dựng theo những cái đường khác nhau thì nhân vật của nó sẽ hoàn toàn khác biệt luôn. Và các bạn nâng skill khác nhau thì nó cũng sẽ tạo ra nhân vật rất là khác biệt. Thì thế mình hy vọng là các bạn sẽ thật là may mắn khi mà triệu hồi tướng nhá, sẽ triệu hồi những vị tướng thật là khỏe này và sắp xếp đội hình thật là thông minh. Đây, như này mình sẽ triệu hồi cho các bạn xem. Triệu hồi chúng ta có thể triệu hồi bằng vàng hoặc là triệu hồi bằng kim cương. Đấy, như mình nhá, mình sẽ triệu hồi cho các bạn xem này. Đó. Triệu hồi như thế này thì có gọi là có tỷ lệ các bạn sẽ nhận được tướng. Đó. Đó, hoặc là mảnh tướng. Đấy, tùy theo là các bạn may mắn đến đâu. Hoặc là các bạn có thể tích 10 lần, triệu hồi 10 lần thì các bạn sẽ nhận luôn tướng 3 và 4 sao. Đó. Các bạn không phải cần triệu hồi liên tục đâu. Rồi, còn về cái nhiệm vụ cơ bản ở trong MT Tam Quốc này là gì? Chúng ta sẽ đi phụ bản.
ngoài những cái hoạt động rất là đa dạng trong game, giống như khiêu chiến PK đấy, hoặc là như lúc nãy mình đi là mê cung, thì các bạn nhiệm vụ chính của chúng ta vẫn là đi vượt phụ bản. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Trước khi mà vào một phụ bản thì chúng ta hoàn toàn có thể sắp xếp lại vị trí của những nhân vật trong đội hình của mình nhá. Các bạn kéo thả cái số thì nó sẽ tạo thành cái vị trí tương ứng của nhân vật đó. Mình khuyên các bạn là nếu như có thể thì các bạn hãy cố gắng tự thi triển kỹ năng. Bởi vì là khi mà mình tự thi triển kỹ năng thì thứ nhất là mình sẽ hiểu cái đội hình của mình hơn, và cái thứ hai là nhân vật nó đánh nó thông minh hơn nữa. Và đặc biệt là trong MT Tam Quốc này, các bạn sẽ không thể nào xả chiêu một cách vô tội vạ được đâu, bởi vì là nó có cái thanh lực này. Mình sẽ chỉ có 10 lực thôi. Các bạn thấy không? Cái thanh lực ở dưới 10 trên 10 đấy. Thì khi mà xài chiêu chúng ta sẽ mất 3 rồi. Nên là các bạn sẽ phải suy nghĩ xem là mình sử dụng skill nào trước, skill nào sau thật là thông minh, để vừa gây ra thật nhiều sát thương nhất có thể, mà vừa gọi là tạo ra những cái combo cũng như là hiệu ứng phù hợp. Ví dụ như là có những con tướng thì nó sẽ giúp giảm kháng này, hoặc là giảm giáp của đối phương, thì chúng ta nên xài những cái skill đấy trước, sau đó là mới xài những skill gây sát thương sau, thì nó sẽ làm cho sát thương của mình tăng lên rất là nhiều. Ví dụ trong đội hình của mình thì có con gấu này này, skill của nó là giảm giảm kháng phép của đối phương. Thế thì khi mà trước khi mình dùng bất kỳ một cái skill nào liên quan đến phép thì mình sẽ xài cái skill của nó trước, làm cho địch bị yếu đi. Hiện con mã siêu này của mình thì đang đeo cái viên ngọc là hồi 60 máu một giây, thế nên là nó cực kỳ là trâu luôn. Ngoài ra thì trong đội hình của mình có một con buff này nữa. Đấy, nói chung là mình thấy đội hình của mình thì cũng về cơ bản thì có đầy đủ các cái yếu tố rồi, có cả tanker, có cả support hồi máu, có các công công vật lý và công phép. Và mình thật sự là rất ấn tượng với cái hiệu ứng ở trong MT Tam Quốc này các bạn ạ. Lúc đầu mà mình chơi ấy, thì mình cũng không kỳ vọng quá là nhiều vào MT Tam Quốc đâu, bởi vì là mình nghĩ là ôi trời ơi, game trên thẻ bài nào mà chả như nhau, đi kiếm tướng sau đó là đánh nhau thôi mà có gì đâu. Nhưng tuy nhiên thì không hề là kiểu đánh theo lượt nhàm chán, mà chúng ta hoàn toàn có thể tự đi dùng kỹ năng này, sau đó là đào sâu cái sự phát triển nhân vật lên rất là nhiều, và yêu cầu ta phải thật sự là dùng tư duy chiến thuật. Nên là mình thấy là đây là một cái game khá là thú vị. Và mình nói thật nhá, là nếu mà các bạn sử dụng auto ấy, không bao giờ các bạn được 3 sao đâu. Khó cực. Bay đi, các bạn của ta. Đến đây là kết. Kết thúc thôi. Đó. Toàn quân xuất kích. Bay đi, các bạn của ta. Khi mà các bạn tự thi triển kỹ năng thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn cái gọi là cái combo phù hợp với cả đội hình của mình, là giúp cho là tối ưu hóa sát thương nhất có thể luôn. Đó. Mình qua ải này là mình có thể nhận được một con tướng mới rồi các bạn ạ. Rất là hay. Và cái phần ma văn ấy cũng là một trong những cái phần các bạn cần phải nghiên cứu, bởi vì là khi mà đeo lên có những cái viên ngọc hiếm khỏe lắm luôn ý. Nó giúp cho nhân vật của mình khỏe lên rất là nhiều. Ví dụ như hôm nay mình mở được cái ngọc hồi 60 HP một giây này. Con này của mình thì nó có chiêu là giảm công. Nghĩa là giảm giảm sát thương của gây ra bởi con boss đấy. Để xem người đó thế nào. Bay đi, ui đừng chết, đừng chết. Các bạn nhớ nhá, nếu mà một con của mình chết là mình sẽ bị giảm một sao. Cố gắng lên nào. Hồi máu em ơi. Cố gắng lên. Yes, không chết rồi. Để các bạn thấy không?
chỉ có tự thi triển kỹ năng thì các bạn mới có thể được 3 sao chắc ăn thôi, chứ còn nếu mà để bật auto lên là sẽ không thể nào mà buff kịp được đó. Đấy, thế nên là đấy cũng là một trong những cái điểm rất là hay của MT Tam Quốc, và mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích tựa game này cũng giống như là mình. Mình thì lúc đầu không kỳ vọng nhiều, nhưng mà bây giờ sau khi mà chơi thì mình thấy là thật sự đây là một tựa game rất là xứng đáng để mình gắn bó trong cái đầu năm tới. Và đường link của game thì mình sẽ nhắc lại là mình sẽ để lại ở phần mô tả cũng như là phần comment nhá. Các bạn muốn nhận được gift code thì cũng nhớ cho mình một lượt share, nhớ subscribe kênh Tốt Game Online nữa, thì chúng mình sẽ gửi tặng cho các bạn những cái phần gift code và VIP code để giúp cho các bạn là có nhiều những vị tướng mạnh ở trong game cũng như có nhiều tiền để có thể chiêu mộ ra các vị tướng mạnh ở trong MT Tam Quốc nhá. Ok, giờ chúng ta sẽ tiếp tục vượt ải thôi. Và trong các cái ải này thì có một điểm hay, đấy là ngoài cái ải thường thì chúng ta có thể mở ra ải tinh anh. Trong cái ải tinh anh này thì các bạn sẽ đối đầu trực tiếp với các vị tướng ở trong MT Tam Quốc luôn. Và tất nhiên là sẽ có rất là nhiều phần thưởng thú vị rồi. Rồi, như mình đã nói thì lúc nãy đó là cái gì và giúp cho các bạn được kim cương, đó chính là đấu trường. Để có thể vào đấu trường thì các bạn ấn vào phần thi đấu nhá. Và các bạn thấy đây, có rất là nhiều những cái hoạt động thi đấu ở trong game, là đấu trường này, đỉnh phong PK, đấu liên server và đấu thiên không. Nhưng cái này thì nó sẽ đều mở trong những khung giờ nhất định. Ngoài ra thì đấu trường và đỉnh phong PK thì mở cả ngày luôn. Và các bạn sẽ chỉ cần lên đủ cấp là sẽ được mở thôi. Đây, như đây mình sẽ đi chiến nhau đây. Rồi, lực chiến mình hơi thấp nhỉ, 26.000. Thế thì mình sẽ đánh con này. Chiến luôn. Và mình sẽ xếp đội hình. Đây mình sẽ xếp đội hình. Vôi giả như là có thêm một con 5 sao, 3 sao nữa có phải tốt không? Chỉ cần lên một con 3 sao thôi là khỏe lắm luôn rồi ý. Trong này thì mình sẽ đấu với những người chơi khác các bạn nhé. Cố lên nào. Ôi, đừng, hiện tại mình vẫn còn 5 người. Yes. Quá đỉnh luôn. Nice. Đã thắng rồi và được 138 kim cương các bạn ơi. Đấy là đánh gọi là hai lần là được một lần triệu hồi rồi. Các bạn thấy không? Đó là chưa kể là các bạn còn ở các hạng cao là còn được thưởng nữa đó. Ôi, bây giờ sẽ đánh tiếp. Đây, mình sẽ chiến tiếp với con này. Chiến thôi. Ở trong người Tây Tam Quốc này thì một cái điểm mình thấy hay đó là nó có cái cơ chế gọi là xây dựng và phát triển nhân vật rất là cầu kỳ, rất là nhiều yếu tố mà chúng ta sẽ phải xem xét đến khi mà xây dựng lên một cái đội hình. Thế nên là những bạn nào mà đang chơi game rồi ý, thì có thể để lại comment để chúng ta có thể trao đổi với nhau nhá. Đội hình mà các bạn đang dùng gồm những vị tướng nào và các bạn có thấy đội hình đó hiệu quả hay chưa, và theo các bạn thì trong một đội hình 5 người thì chúng ta nên có những cái class như thế nào đấy để có thể có một đội hình đẹp nhất và chiến đấu nhanh nhất. Rồi, một ngày chúng ta sẽ chỉ có 5 hạng đi đấu trường thôi, nên các bạn cân nhắc nhá, chiến đấu với những vị những gọi là đối thủ như thế nào để có thể cải thiện thứ hạng cao nhất. Đây thì mình sẽ làm tiếp nhiệm vụ. Yêu cầu mình là có 5 vị tướng level 19. Ê, chỗ chị em khuyên thật, ra giường nằm cho quen mùi đất đi. Tăng cấp tướng nè. Nó yêu cầu mình sẽ phải có 5 con level 19. Ok. Mất ngủ vì Tăng. không có đối thủ. Rồi, mình sẽ tăng đủ cho 5 con trong đội hình của mình lên level 19 Lời luôn. ta nói đều đúng, nếu ta nói sai, xem lại câu đầu. Các bạn có thể thấy là mỗi nhân vật trong MT Tam Quốc đều được lồng tiếng rất là dễ thương đúng không? Ba con rồi. Ô, sao con này mới Lời ta 18? nói đều đúng, nếu ta nói sai, xem lại câu đầu.
bốn con rồi, một con nữa chính là con này. Ngươi là ai? Ta không biết. Ngươi đi ra đi. 18 rồi. 19. Ok. Đã xong. Chưa ta? À, vẫn thiếu một con. Gấu nữa. Buồn thì phải đói, đói thì phải ăn. Người đã thích thì đừng có lăn tăn. Vẫn thiếu một chút XP các bạn ạ. Đấy, như như mình đã Buồn nói thì là phải cái về cái phần đói, ma văn đói thì nó phải rất là quan ăn. trọng. Người đã thích thì đừng Ví có dụ lăn con này của tăn. mình nó theo phép thuật chẳng hạn, thì mình sẽ đeo cho nó những cái viên ngọc tương ứng như vậy. Đó, những viên ngọc về pháp, và các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp cho viên ngọc này nhá, giúp cho ngọc khỏe hơn. Đó, khi mà nâng cấp thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến những cái đá ma văn cũng như là tiền. Đó, thế nên tùy theo là các bạn muốn nâng cấp nhân vật nào Mất ngủ thì các vì bạn không có đối sẽ thủ. nâng cấp tương ứng. Đây, ví dụ con này chẳng hạn, mình muốn nó cứng cáp hơn nên mình sẽ nâng cho nó. Ngoài ra thì con gấu trúc này mình cũng khá là thích. Buồn thì phải đói, đói thì phải ăn. Rồi, Người đã thích thì đừng có lăn tăn. từ đó là các bạn sẽ tạo ra được những cái đội hình rất là đa dạng đấy. Nếu chúng ta sẽ chiến tiếp thôi, sẽ chiến tiếp để được thêm XP tướng. Thế luôn, nó cứ dơ lì xì trước mặt mình ấy mà ấn mất có bao giờ được đâu cơ chứ. Server thì đông ơi là đông ấy, là làm gì đến lượt mình, không bao giờ mở được luôn. Đó, và rất là tiện khi mà ở góc trên này các bạn có thể thấy cái như kiểu là một cái tiến trình của mình đấy, khi nào mà chuẩn bị đến boss là các bạn sẽ nhìn ra ngay. Bay đi, để xem người đỡ thế nào. Đến đây là đó, bay đi các con của ta. Mình thấy đội hình của mình thế này là tương đối ok rồi đấy, chỉ có thiếu đâu đó thêm mình sẽ thay thay con một sao ở hàng đầu của mình bằng một con khác nữa thì tốt. Đấy, thì từ đó là giúp cho đội hình mình trâu hơn. Còn hiện tại thì con kiểu của mình nó vẫn hơi dễ chết một chút. Thêm một con nữa là đẹp các bạn ạ. Đấy, còn khi mà các bạn ví dụ các bạn không thi triển các kỹ năng ấy thì nhân vật của mình cũng sẽ tự đánh các kỹ năng thường của họ thôi. Bay đi, Hero của mình thì sẽ luôn luôn có kỹ năng thường, trong đó có cả kỹ năng bị động và kỹ năng bình thường. Ngoài ra thì đại chiêu thì mình cũng phải kích hoạt các bạn ạ. Đến đây đấy mà nói chuyện chết bố của con rồi. Bay đi, các con của ta. Nói chung thì trong này thì các bạn sẽ có cái lực để thi triển kỹ năng, thế nên là nó là nói không với việc spam skill và những cái kiểu thể loại không não chơi game đấy. Thế nên là mình rất là thích MT Tam Quốc ở điểm đó, nghĩa là các bạn dù là game thẻ bài đơn giản, nó dễ chơi dễ trúng thưởng, thế nhưng mà các bạn vẫn phải vận dụng gọi là kỹ năng của mình trong từng bàn đấu một, chứ không chỉ là nhìn 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 nhân vật đấu đi đấu lại rất là nhàm chán như nhiều tựa game hiện nay. Bay đi, các con của ta. Mình thấy các tựa game thẻ bài hiện nay nó hay đi vào cái lối mòn là nó chỉ có đánh theo lượt thôi, xong rồi auto rất là nhàm Bay chán. đi, các con của Còn ta. trong một tên tấm Đến thì khác hẳn. đây Đừng chết, Bay đi, các con của ta. đừng chết đấy, trời ơi, bị con bom này nó đánh chết rồi. Hết thật đấy. Đến đây là Bay đi, các con của ta. Có một sao kia yếu quá các bạn ạ, lúc nào nó cũng chết đi ạ, nó là nguyên nhân chính làm cho mình không được 3 sao, ghét thật đấy. Khi mà các bạn nhận đi qua các cái ải mà các bạn nhận đủ được số sao thì nó sẽ nhận được các cái phần thưởng tổng của cái ải đó đấy. Ví dụ như là mình đi full được 27 sao chẳng hạn thì mình sẽ được cái hòm cuối, và nếu mà không đủ thì sẽ được cái hòm giữa thôi. Để có thể được 3 sao thì các bạn sẽ phải nâng cấp cho vị tướng của mình lên này, nâng cấp kỹ năng, rồi là khảm ma văn, tăng thiên mệnh, đột phá đấy, kiểu như vậy. Rất là nhiều cách để các bạn có thể tăng sức mạnh. Kết
chúng tôi. Để xem người đỡ thế nào. Ui thề luôn. À con kia. Đây rồi, đã chết rồi. Trời ơi, đã chết rồi là sao? Bay đi các con của ta. Để xem người đỡ thế nào. Đến đây là siêu combo, siêu combo. Bay đi các con của ta. Eo đuổi thả, mình bỏ bố kia lại. Mình chỉ cần một con này thôi. Nó hồi máu trâu mà. Thì mình sẽ thử xem. Bỏ ra luôn đi. Đấy như mình đã nói đấy. Đó, khi mà đi qua các cái ải thì các bạn sẽ nhận được sao. Và sao này thì giúp cho chúng ta ở trong cái phần tổng này. Mình thử bỏ con này ra rồi. Đánh luôn, không cần phải năm. Con kia nó nhanh chết lắm. Nó hại mình thôi. Đi nào anh em. 4v5. Bay đi các con của ta. Đôi khi là chỉ cần một con tanh thôi cũng được ấy. Bay đi các con. Đến đây là cố lên nào em ơi, cố lên nào. Come on. Cố lên nào, 45. Ui, chém đau quá. Hồi máu. Hồi máu. Hồi máu. Yes. Yes, để các bạn thấy chơi nhiều khi 4v5 còn khỏe. 4 người có khi khỏe hơn cả 5 người. Thằng kia phế vật vãi toàn chết ạ. Hết dã man. Chết. Hoặc là có thể mình sẽ phải đảo cho con này đi xuống dưới. Ok. Nhưng mà nó cứ lòi lòi mặt lên trên đi ghét thật. Vì nó là hàng trước mà. Không thể bắt nó đi xuống dưới được. Bay đi các con của ta. Để xem người đỡ thế nào. Khỏe quá. Kết thúc thôi. Thế rồi, mai phục. À, chính là không nguyên cơ, chính là con ở đang ở team của mình. Ôi, đừng chết. Oh my god, nó khỏe quá. Ôi chết rồi, mình mất tanh rồi các bạn ơi. Mình mất tanh cơ rồi. Đến đây là hết. Giết nó chị em. Bay đi các con của ta. Đến đây là hết. Con này nó AOE ạ, khó chịu ghê luôn ấy. Oh my god. Đến không ổn rồi các bạn ơi, không ổn rồi. Oh my god. Trời ơi, lần đầu tiên thua. Bây giờ thì sẽ phải nâng cấp tướng các bạn ạ. Mình nâng cấp tướng thôi. Buồn thì phải đói, đói thì phải ăn. Người đã thích thì đừng có lăng tăng. À, vẫn chưa đủ ạ. Chưa đủ thì chúng ta sẽ đi càn quét lại. Đấy như là game vừa recommend cho chúng ta thì khi mà chúng ta thất bại thì chúng ta sẽ phải xem lại xem là nhân vật của mình thiếu những cái gì. Đấy, thêm xem là thiếu những cái gì. Đấy, hoặc là có thể đột phá được cái gì không? Chúng ta sẽ xem. Đói thì phải ăn. Đây rồi. Thì đừng có lăng tăng. Đó, khi mà mình được tăng thiên mệnh cho vị tướng của mình thì nó sẽ mở ra thêm một kỹ năng nữa. Đó, khai thông sức mạnh, sấm sét. Đó, đâu là sẽ dạy chiêu là do mình kích hoạt rồi. Ngoài ra thì còn có thể tăng cấp cho kỹ năng nhé các bạn nhé. Đây này, các bạn có thể tăng cấp kỹ năng ở đây. Và khi tăng thì nó sẽ mất sách. Ngoài cái việc là mất tiền ra thì nó còn mất sách nữa. À, chúng ta có thể tùy theo nhá. Ví dụ như là mình thấy con này của mình nó đủ kháng rồi thì mình có thể tăng tiếp vào phần pháp của nó để nó tăng đam lên. Hoặc là những con nào mà thấy nó hơi yếu sinh lý chẳng hạn. Bất ngủ gì không có. Đấy, con này của mình nó có 3 cái tính thủ rồi này. Bây giờ mình sẽ cho nó một cái công nữa. À thôi, hay tôi tiếp tục cho thủ đi.
tiếp tục cho thủ đi. Đêm tối thường bầu bạn với ta. Mục đích của ngươi đến đây, ngươi là ai? Ta không biết. Ngươi đi ra đi. Con này mình cho nó một cái kháng. Cho nó kháng phép à? Vì nó quá là yếu sinh lý luôn. Điều đúng. Nếu ta nói sai, xem lại câu đầu. Đó. Ngươi là ai? Mục đích của ngươi đến đây là gì các vậy? Các bạn nhớ quan sát nhé. Lời ta nói đều đúng. Nếu ta nói sai, xem lại câu đầu. Đấy. Tăng cho các nhân vật để kỹ năng của ngươi họ mạnh ai? Hơn. Ta không biết. Mục đích của ngươi đến đêm tối. Mất ngủ vì không có đối thủ. Đó. Chỗ chị em khuyên thật ra giường nằm cho quen đấy. Mùi đất đi. Khi mà tăng thì chúng ta hết mất cái sách này rồi thì chúng ta sẽ không tăng được nữa. Ồ, như vậy là cũng là tương đối khỏe rồi đấy. Bây giờ sẽ đi càn quét thêm. Đi càn quét thêm một lần nữa để có thể lấy SP. Chúng ta sẽ đi những cái ai mà chúng ta chưa đủ 3 sao này các bạn. Đấy. Những cái ai nào chúng ta chưa đủ 3 sao chúng ta sẽ đi lại để lấy 3 sao, lấy quà. Xem nào, xem đã khỏe hơn chưa nào. Đó, mới tăng có một tí thôi, mình thấy cũng khỏe hơn nhiều đấy. Đây đi, các con của ta. Khảm thêm ma văn này, tăng cấp này. Khỏe hơn rất là nhiều các bạn ạ. Đây đi, các con của ta. Đừng chết nha thằng kia. Chết! Trời ơi, lúc nào nó cũng chết đi ạ. Chết đó man. Đến đây là hết. Thôi, mình nghĩ là để có thể chiến thắng được cái ải này, mình buộc phải gọi là loại con đấy ra khỏi vòng thôi. Không thể để nó ở trong này được. Để ở trong này nó toàn chết thôi các bạn ạ. Toàn bị con kia nó ném bom chết đi ạ. Cố lên nào, đừng chết trời ơi. Buộc phải bạn ném được cái con ném bom kia cơ. Trời ơi, nó ném đau quá. À. Trời ơi, con phế vật. Để xem người đó thế nào. Toàn quân xuất kích. Nó quá là phế vật luôn các bạn ạ. Không biết. Mình phải hy vọng cố gắng mở ra thêm một con nữa để có thể thay thế vào vị trí của con đấy. Con nào nó trâu trâu một tí. Không thể để thế này được. Đây bây giờ chúng ta, mình sẽ loại con này ra. Không cho nó đi cùng nữa. Bởi vì con kia nó ném bom thì ném bom đau dã man luôn ấy. Đi thôi anh em. Đây đi các con của ta. Đó, như các bạn đã thấy đây, khi mà chúng ta nâng cái thiên mệnh cho nhân vật lên thì nhân vật sẽ tự động có thêm rất là nhiều kỹ năng khác nhau. Cả kỹ năng bị động và thêm cả kỹ năng thường nữa, giúp cho nhân vật đánh nhanh hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Đúng rồi, đếm vào đấy thôi, chuẩn rồi. Đó, các bạn thấy không? Đấy, nhiều khi là 5 người chứ chắc đã khỏe 4 người đâu. Này. Đã đủ cấp 19 chưa nào? Đủ chưa nào? Buồn thì phải đói, đói thì phải ăn. Người đã thích thì đừng có lăng tăng. Ok, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đó, là sau cái này đó là một phát là được tất cả các cái đằng sau luôn. Ok. Gia nhập một bang hội. Trời ơi, các bạn thấy đấy, trong này có rất là nhiều bang luôn. Nhưng mà bang nào cũng full rồi. Thôi tối nay mình sẽ cố gắng vào bang vậy. Anh em nào mà có bang nào mà còn slot cho mình vào với nha. Cho mình vào với nha.
mình sẽ dùng kim cương triệu hồi tiếp. Ok, triệu hóa một phát. Rồi, ra điểm XP. Ngoài các cái nhiệm vụ chính tuyến thì còn có nhiệm vụ hàng ngày nữa, các bạn nhớ thực hiện đủ nhá để có thể nhận được cái hòm. Đây là gọi là nhiệm vụ sôi nổi hàng ngày đấy. Đó, cơ bản là như vậy. Ok, đấy, như vậy là mình đã cùng với tất cả các bạn trải qua một chút về sơ lược về cái tựa game MT Tam Quốc này. Mình không muốn nói quá nhiều đâu, bởi vì là cái dòng game thẻ bài và chiến thuật này thì nó sẽ yêu cầu các bạn phải gắn bó với game cơ, thì chúng ta mới có thể hiểu sâu và làm cho mạnh đội hình lên được. Mình cũng chỉ muốn đem lại cho các bạn một cái nhìn rất là sơ lược về cái đồ họa của game này, kỹ năng nhân vật này, hệ thống nhân vật này, hệ thống skill này, cực kỳ là đa dạng, và các hoạt động trong game cũng rất là nhiều luôn. Và mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích MT Tam Quốc giống như là mình. Ngoài ra thì sẽ thật là may mắn khi mà triệu hồi ra được những cái mảnh tướng cũng như là những vị tướng thật là khỏe đội hình nhá. Thắc mắc về game thì các bạn hãy để lại dưới phần comment, và các bạn có bất kỳ những cái chia sẻ gì về chiến thuật này hay là về đội hình đội ngũ thì các bạn hãy nhớ để lại ở phần comment nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và nhớ like, subscribe cho kênh nếu như lần đầu bạn đến với cả Top Game Online. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.